Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Kim Thư, sinh năm 1970, ứng viên đến từ Bạc Liêu. Mình là người mạnh mẽ, sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời, luôn hướng đến những điều tích cực. Sau 2 tháng dự thi, mình đã thấy có những tiến bộ rất rõ ràng. Mình xin chia sẻ clip về cái quá trình tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Xin mời mọi người cùng xem. 7 năm qua, tôi gầy và thiếu cân là do từng bị hai bệnh ung thư, phải cắt 4/5 dạ dày nên việc hấp thu dinh dưỡng rất kém. Tôi tự nấu ăn và chia nhỏ làm 6 lần trong ngày. Tôi tự trồng được một số loại rau, trái cây và mua những thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho bữa ăn. Từ khi tham gia cuộc thi, tôi đã tìm ra những hạn chế của bản thân là tôi chưa hiểu đầy đủ về dinh dưỡng nên bữa ăn của tôi tuy đa dạng nhưng chưa cân bằng và hợp lý. Ăn không đúng giờ, ăn ít tinh bột, lười uống nước, ngủ không đủ giấc, tập thể dục không đều. Sau 2 tháng thay đổi chế độ dinh dưỡng và khắc phục những hạn chế, sức khỏe của tôi đã chuyển biến rất tích cực. Mỗi ngày tôi dành 40 phút đi bộ và chạy bộ khoảng 3 km để rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất. Nhưng thời gian gần đây, do thời tiết mưa nhiều nên tôi chuyển sang tập gym vào các buổi tối, đều đặn mỗi ngày 1 tiếng với huấn luyện viên cá nhân. Với một người trên 50 tuổi, lại bị hai bệnh ung thư và loãng xương nặng, tôi chưa bao giờ có ý định đi tập gym vì sợ không đủ sức khỏe. Nhưng sau một thời gian tập, tôi thấy sức khỏe vẫn ổn và thực hiện đầy đủ các bài tập, ăn ngon miệng, ngủ đủ giấc và tinh thần sảng khoái giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Giờ đây cân nặng của tôi từ 40 kg đã tăng lên 44 kg. Nếu không mạnh dạn thay đổi bản thân thì có lẽ giờ tôi vẫn còn đang với sức khỏe cũ. Xuống giờ thôi. Sức khỏe của bạn hiện tại thế nào? Bạn có muốn sức khỏe ngày càng được cải thiện như tôi không? Hãy thay đổi nhận thức, chắc chắn bạn sẽ thay đổi hành động và thay đổi cuộc đời.